Rồi hello chào anh em nha. Hôm nay là chiều 15 tháng 6. Hôm nay mình lên cho anh em một máy hàng VIP. Nói chung là một dòng máy này anh em cũng có thấy và cái máy này cực kỳ bền và trâu bò. Thì hôm nay mình lên cho anh em một máy tuyển hàng VIP. Đây là cục máy Honda Wave RX 100 nha anh em, đời 2009. Cái này là Wave RX 100 đời 2009 nha anh em, chứ không phải là máy Wave S hay là máy Gibson gì nha anh em. Anh em nào chơi là nhìn cái phần mà cái bát nè, cái bát tưởng là biết là đúng cái máy này, máy quay rửa tiếp nha. Và cái dòng này là đời 2009 nha anh em, 2008 chứ gì, trước là Repsol nữa là US này kia, còn cuối đời của dòng US là 2008 rồi. Còn đây là 2009 nha anh em, con này đời 2009. Máy có nhiều người gọi là quay siêu nhanh, những người kêu là quay cầu cào gì đó, nhưng mà mình nói đúng chính xác đây là cái máy quay RX 100 nha. Máy này cực kỳ bền và trâu bò, nếu anh em mình nhìn thấy á. À, chúc mình sẽ quay cận cảnh anh em biết ha. Thì cái máy này mình bán full cho anh em là đủ đồ, bao gồm là dây điện sườn, IC, cốc đài, sạc, bô pin sườn đầy đủ hết. Và máy mình bán cho anh em bao là tình trạng là máy là sơn xi zin toàn bộ, cực đẹp, bao nổ im, không giọng hú, bao không khói, bao đủ thứ, giờ đạp giờ số đầy đủ, bình xăng con mua e đầy đủ hết, chả thiếu gì. Máy mình bán 7 triệu nha. Máy này về anh em gắn xe đi bừa là bao VIP, bao phơi luôn và rất là bền. Anh em nào chơi mà trong cái hải này nói đến dòng máy này sẽ biết máy này nó bền như thế nào rồi. Đây, máy đầu lòng màu cực đẹp luôn, không đi chơi chỗ nào được. Anh em không thấy không, cái máy đầu bò nè, cái cánh gió này nó rất là dày. Đời này máy nó bền và ấm lắm. Máy ba nè là nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao nổ im nha. Mình bán 7 triệu full đủ đồ, đúng máy đời 2009. Cái dòng máy này nó trâu bò lắm nha anh em, sơn xi zin toàn bộ, bao anh em test, bao thầy thợ test luôn, máy đúng chuẩn zin đẹp, hàng hiếm nha anh em, hàng hiếm thấy nha. Đó, máy này cọp nha anh em. Rồi 7 triệu cho máy này, anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933 996 332.